đổ bê tông mái chéo xong thì làm thế nào để có một cái mái ngói đẹp như thế này, đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta làm cái hệ khung thép hai lớp các bạn nhé, ở trên cái phần bê tông mái dốc như thế này. Đấy, tiến hành chét mép ở bên dưới này này, thật là phẳng đúng không ạ, làm hai lớp.